Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị cùng toàn thể các anh chị em. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục lên sóng cho anh chị em review chi tiết một cái mẫu xe mới về. Mẫu xe gia đình phân khúc hạng A, nhỏ gọn, di chuyển dễ dàng. Dung tích động cơ thì nó rất là nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu cho anh chị em rất là nhiều. Chúng ta có thể mua xe về phục vụ gia đình này, đi làm, thỉnh thoảng đi chơi, cà phê cà pháo. Với cái mức tiêu thụ nhiên liệu của em này thì chỉ hơn một chiếc xe máy một xíu xíu thôi. Và đây chính là một chiếc Hyundai i10 2016, nhập khẩu nguyên chiếc, số sàn bản đủ và dung tích động cơ có 1.0 thôi nhá. Sau đây thì em sẽ đi một vòng chung quanh xe để cho anh chị em ngắm tổng thành form dáng, sơn xi ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này. Đầu tiên thì em này trang bị cụm đèn halogen và xinh nhan được tích hợp trên gương với 4 la răng đúc đa chấu rất là cứng cáp, và tay nắm cửa được ốp mạ chrome tích hợp chìa khóa mở cửa thông minh rồi. Sơn xi thì em này được trang bị một cái lớp sơn màu trắng ngọc trinh, như các bác có thể nhìn thấy là sơn xi còn bóng loáng, sơn xi rất là đẹp rồi. Bên em đã gọi là những cái xước sáp bên ngoài, bên em đã sơn tỉa đánh bóng lên cho anh chị em để cho xe nó đẹp hơn. Chứ đời 2016 rồi thì những cái xước sáp bên ngoài thì không thể tránh khỏi, nên là đã sơn tỉa đánh bóng lên cho anh chị em rồi. Ở đằng sau xe được trang bị camera lùi cùng với cả 4 cảm biến lùi phía sau, giúp cho anh chị em là kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn và cảnh báo va chạm sớm, tránh những cái va chạm rủi ro không đáng có xảy ra khi chúng ta lùi xe vào những cái vị trí không gian chật hẹp mà chúng ta mất tập trung, thì cảm biến lùi sẽ cảnh báo va chạm cho mọi người để chúng ta tập trung hơn. Còn với cái camera lùi thì giúp cho mọi người là kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn khi mà lùi xe. Di chuyển sang phần thân bên lái để cho anh chị em ngắm kỹ hơn về tổng thành, form dáng, sơn xi, ngoại thất bên ngoài của chiếc i10 2016, số sàn bản đủ và với dung tích động cơ là 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc, chạy cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu đây. Và như vậy thì em đã đi hết một vòng chung quanh xe rồi. Hiện tại thì chiếc xe này em đang giao bán với cái mức giá là 278 triệu đồng. Tuy nhiên thì giá thành vẫn còn có thể thương lượng thêm. Xe thì máy số còn nguyên zin nguyên bản, cột kèo keo chỉ gì đét luôn. Cam kết với anh chị em là xe không đâm xô va chạm, tai nạn hay là ngập nước nhá. Xe tư nhân biển 34A Hải Dương, không taxi dịch vụ luôn. Đấy. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong nội thất của xe để review cho anh chị em về mặt nội thất bên trong của xe. Các bác nhớ đăng ký kênh, follow vào fanpage Facebook và follow kênh TikTok giúp em nhé. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Và ngoài ra các bác nào ở xa thì em có ship xe trên mọi miền Tổ quốc cho anh chị em. Bắt đầu vào bên trong nội thất thì đây là hàng ghế trước này, và xuống hàng ghế sau. Nhìn chung một chiếc xe, mẫu xe phục vụ gia đình để phục vụ đi lại thì nó cũng không có quá nhiều những cái công nghệ nổi bật, chỉ là phục vụ gia đình cho anh chị em thôi với nhu cầu đi lại. Tuy nhiên là các bác muốn thêm nhiều đồ, chúng ta bây giờ chúng ta có thể độ lên rất là nhiều rồi. Về mặt nội thất thì em này trang bị ghế da hai tông màu là màu kem và màu đen. Đấy, hàng ghế sau này, hàng ghế sau đấy nhá, gọn gàng sạch sẽ. Đấy, quay bên ngoài này cho bao quát luôn, các bác nhìn cái hàng ghế sau này. Và lên hàng ghế trước này, hàng ghế sau rồi em lên hàng ghế trước đấy nhá. Đó, rất là gọn gàng sạch sẽ đấy nhá, hàng ghế sau và hàng ghế trước đây. Về công nghệ thì nó cũng không có quá nhiều nổi bật, như là hệ thống gương kính chỉnh điện cục điện cũng đã được trang bị trên xe này. Đấy, có gương kính chỉnh điện cục điện, đây chính là chức năng cục điện này. Và vô lăng thì nó được tích hợp một số phím chức năng. Đấy, một số phím chức năng ở trên vô lăng này đã được trang bị rồi. Và các bác nhìn cái củ số với cái vô lăng của em này thì rất là đẹp đây này. Đấy, nó không có hiện tượng sờn mòn hay bạc màu ở trên cái củ số này nhá. Vô lăng đây tương tự thì là vô lăng, được chưa? Và đây thì màn hình giải trí em này có rồi, có màn hình giải trí, chúng ta có thể kết nối Bluetooth hoặc là kết nối bằng USB cổng AUX đều được. Đèn ổ thông minh startup cũng đã có trên xe, đây chính là cái đèn ổ thông minh startup này. Đấy, về công nghệ thì chỉ vậy thôi, có đèn ổ thông minh, vô lăng thì tích hợp một số phím chức năng, màn giải trí cam lùi cùng với cảm biến lùi, hệ thống gương kính chỉnh điện cục điện, công nghệ cơ bản cho một chiếc xe. Và hôm nay đã được lên một cái trần 3D này, để như các bác nhìn này. Đấy, đã được lên trần 3D rồi, rất là đẹp nhá. Trần 3D đã được lên rồi, cực kỳ là đẹp luôn. Ok chưa? Đấy, bây giờ thì em sẽ quay cho anh chị em, review cho anh chị em về mặt chất lượng của xe. Sau khi mà công nghệ cơ bản thì chiếc này cũng không có quá nhiều để mà giới thiệu. Hôm nay thì đây là phần chỉ này của cánh chiếc bên lái này. Đấy, con chỉ đấy nhá. Được chưa?
chỉ thằng tút thằng tắp luôn nhá, chỉ thằng đét, ok chưa. Đấy, vẫn chỉ đến cái phần rằng cửa thì ở đây những cái lớp bụi màu theo thời gian thì nó vẫn còn nguyên nhá, lớp bụi màu theo thời gian nó vẫn nguyên, có chỉ cần nhìn vào những cái cạnh khe cạnh con ốc này đấy là biết luôn chưa hiện tượng thay thế hay là tháo rỡ ở trên cái con bu lông này. Và đến phần cột, đến phần cột ở đây thì mọi người nhìn này đấy, những cái con bu lông ở đây thì cũng chưa có cái hiện tượng là tháo rỡ hay là thay thế. Đấy, bu lông ở cái bản này trên này và bu lông ở cái bản này dưới đây nhá, bu lông ở bản này trên và bu lông ở bản này dưới đây. Đấy, nó zin khít luôn, zin đét luôn. Nhân đến đây thì em sẽ mở luôn phần khoang động cơ, lát sẽ review luôn cả khoang động cơ cho mọi người nhìn. À, nhưng mà là cánh trước của phần cột rồi, xuống phần cánh sau. Ở phần răng cửa, à, ở phần bản lề thì em quay rồi thì em sẽ review cho anh chị em riêng một cái phần chỉ này thôi. Đây nhá. Đây này, chỉ này. Đấy, được chưa? Chỉ thằng tắp luôn. Đấy, chỉ thằng tắp luôn. Với phần bản lề thì em đã review phần cột rồi. Cái bản lề ở trên phần cột là để gắn cái cánh sau rồi thôi. Cái bản lề đấy không việc gì thì không cần phải quay đến cái đằng sau này nữa. Bắt đầu xuống đằng sau này. Đấy. Mở cốp ra. Thì đầu tiên là cái mẫu xe gia đình. Đấy là cái cốp xe. Nó đủ dùng cho mọi người. Nói chung là đủ dùng cho gia đình. Để toàn đi chơi và quê nội quê ngoại. Nói chung là đủ dùng. Còn về mặt chất lượng này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy này. Ở đây là chỉ này. Đấy, chỉ căng đét luôn nhá. Ốc áp này. Chỉ đây. Rồi chưa. Ốc áp đây. Khít khít luôn. Nhá, chỉ với cả ốc bác. Và ở cái phần này đây, máng nước này nhá, máng nước không có cái hiện tượng là lệch lọt, lệch lạc về form hay là về dáng. Đây các bác có thể nhìn thấy nhá. Đây là phần bên lái này, em quay sang phần bên phụ để cho mọi người so sánh nhá. Đấy, thì đây, nó không có hiện tượng là lệch lạc về form hay là về dáng. Được chưa, đấy, không hiện tượng là lệch lạc về form hay về giá nhá. Chỉ trong thì em quay rồi nhá, còn chỉ trong em quay luôn rồi, và cũng như là hai bên máng nước, đây là ba cái dữ liệu để chúng ta xem ở phần bìa phía sau, zin đét luôn rồi. Và xuống phần sát xung gầm bên dưới, đây, xung gầm quay sát này, nó không có cái hiện tượng là han gì, không hiện tượng han gì mới mọt hay là cái vết gọi là hàn cắt ghép nối gì. Không hiện tượng han gì hay là hàn cắt ghép nối gì ở cái phần thanh răng này. Được chưa? Thanh răng đây. Quá đẹp luôn rồi. Và em đi vòng sang phần thân bên phụ này. Đấy, đi vòng sang phần thân bên phụ. Tôi tự ở phần thân bên phụ thì ở đây chính là phần chỉ này. Chỉ nhá. Đấy. Chỉ thằng tắp chưa? Yeah. Còn phần bản lề thì sẽ review phần cột và quay luôn phần bản lề cho mọi người. Đây. Review phần cột và quay luôn bản lề. Thì ở đây thì cái bản lề nó không ảnh hưởng gì, thì cái cột này chắc chắn không ảnh hưởng gì. Ở đây có anh nhỉ? Đấy, những con bu lông ở đây nó không có cái hiện tượng là mở ốc hay là tháo rỡ thay thế. Bản lề trên này, bản lề dưới này cũng tương tự đây nhá. Bu lông rất là đẹp luôn. Được chưa? Và lên phần cánh trước bên phụ này thì tương tự ở đây là phần chỉ này. Đây chính là phần chỉ này mọi người này. Được chưa? Ok luôn nhá. Phần chỉ đấy. Và răng cửa thì đây. Ốc răng cửa đấy. Quá đẹp và quá nét rồi nhá, quá đẹp và quá nét luôn rồi. Ốc răng cửa thì nó còn nguyên cái lớp bụi màu cho thời gian. Đấy, bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong một con động cơ để chung một cái mẫu xe gia đình để chúng ta review nó cũng nhanh thôi. Với những dòng như Hyundai i10 hay là Toyota Vios này thì review nó cũng nhanh thôi, không quá phức tạp. Ở đây thì đầu tiên là cái nhìn cái phần chỉ trong này.
Ở đây là ốc cabo nhá. Máy thì em sẽ quay sau, bây giờ quay xem nó có va quẹt gì không đã. Đây, ở đây thì còn nguyên những lớp bụi màu theo thời gian, chứ ốc cabo của nó thì chưa có hiện tượng vặn vẹo ốc, chưa hiện tượng mở ốc nhá. Như em đã review ở những cái video trước rồi, tất cả kể cả những cái con xe màu trắng không riêng gì 10 thì ở đây em cũng đã giải thích rồi, cái nhiệt nó hấp thu trực tiếp vào đây, nhiệt khoang động cơ nó phả ra, thì những cái chi tiết ở trong này màu trắng nó rất là lộ những cái lớp xỉn màu này. Đấy. Nó chỉ là cái vết nóng quá thì những cái vết muội nhá, bẩn nhá, nó bám vào đây thôi, bám vào đây thôi nhá, nó bám bề mặt ngoài thôi chứ còn bên trong thì sơn nó vẫn còn nguyên zin, được chưa? Đấy. Còn xuống dưới này, đấy là phần ốc cabo này, phần chỉ này, còn xuống dưới này này. Thì đây máy móc, có bao nhìn ốc chân máy của nó chưa hiện tượng vặn ốc đâu. Ốc chân máy chưa hiện tượng vặn ốc này. Được chưa? Máy đây. Máy còn nguyên zin đây. Được chưa? Máy móc còn nguyên zin, các bác nhá. Máy số của em này thì còn nguyên zin nguyên bản rồi. Đây là ốc chân máy. Và chúng ta có thể nhìn vào đây để chúng ta bao quát dữ liệu hơn. Được chưa? Đây, máy này. Được chưa? Cái này là những cái ốc này là cái xỉn màu theo thời gian đấy nhá. Xỉn màu theo thời gian, cái han này này. Bởi vì là khi mà các bác rửa các bác không lau khô, không lau khô lên bị. Chứ bên em mà rửa máy lúc nào cũng phải lau cái hóa chất bên ngoài cho nó lau nó khô, khô gioăng đi, xong bắt đầu lau thêm một lớp bóng nữa để nó bảo vệ thì ốc nó không bao giờ bị han như kia. Nhưng mà tuy nhiên thì mua xe mua thì mua của bác chủ cũ, bác dân thôi, bác ấy không phải là thợ nên là bác ấy không nắm rõ được cái đấy. Nên anh chị em một số bác là rửa nước lã xong để đấy thôi, rất dễ bị oxy hóa. Còn hộp số thì đây rồi. Hộp số đây có nhìn kìa. Đấy, ai biết về xe nhìn này là biết là hộp số nguyên zin rồi nhá. Còn ở thanh đằng trước thì ở đây thì tất cả những cái chi tiết ở đây nó vẫn còn nguyên màu sơn này, chi tiết nhỏ nhỏ này. Đấy, thì chứng tỏ là đằng trước này chiếu hiện tượng đâm sâu vào đằng trước này. Còn hai bên hông kia thì cái phần ốc cabo của nó chưa có hiện tượng là mở ốc hay là hạ ốc, hạ cabo. Thì hai bên hông nó cũng nguyên zin rồi nhá. Vâng, và như vậy thì em đã review xong tới toàn thể quý anh chị em một chiếc Hyundai i10 sản xuất năm 2016, số sàn bản đủ, nhập khẩu nguyên chiếc, dung tích động cơ 1.0. Hiện tại chiếc xe này em giao bán 278 triệu. Nếu anh chị em nào quan tâm alo luôn 0855 966 966 để thương lượng giá cả. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.